Lúc này thì gần như là tim mình đập rất là mạnh, vừa sợ vừa lo. Ở hiện tại thì họ đã giảm bớt cái số tiền rồi, và số tiền hiện giờ mà tụi mình sẽ chuộc đó là 3.460 đô. Lúc đầu thì dự kiến là 3.800 đô, nhưng mà bây giờ đã giảm rồi. Và có một cái điều đang lo lắng đó là tiền đã được giao vào bên trong, tuy nhiên thì vẫn chưa thấy người đâu. Tiền đã đưa rồi ạ. Và anh Nhân đang cố gắng thúc giục để có thể đón người. Mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại Phong Bụi đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh ở Campuchia. Ngay lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Và đây là đêm thứ 3 mà gần như là Phong chưa được ngon giấc. Đêm hôm qua thì khá là mất ngủ, khi mà tụi mình, Phong và anh Nhân Gà sẽ di chuyển sang một cái nơi có rất nhiều sòng bài, đó là Mộc Bài, để đón ít nhất là 3 bạn. Ở đó thì tụi mình đã chuộc 3 bạn với tổng cái số tiền hơn 10.000 đô la rồi. Và ngay lúc này thì 3 bạn sau khi thoát khỏi những cái casino đó đang ngủ bên trong khách sạn này. Sáng nay thì 3 bạn sẽ di chuyển về lại Việt Nam. Còn ngày hôm nay thì Phong cùng với anh Nhân Gà sẽ đến một nơi được cho là nguy hiểm bậc nhất ở Campuchia. Đó là Chinatown, nằm ngay tại thành phố cảng Sihanouk, nơi đó được mệnh danh là thủ phủ của người Trung Quốc. Và đến đó thì mọi người sẽ bắt gặp rất nhiều sòng bài, cũng như rất nhiều người mang những cặp táp màu đen như Phong đang mang như thế này. Và theo mô tả của nhiều người, bên trong những cặp táp đó là những cái súng và thậm chí là những cái vũ khí sát thương. Và ngày hôm nay, nhiệm vụ mà hai anh em đặt ra đó là chuộc thành công ít nhất 3 bạn, trong đó thì có 2 cô gái. Và nếu như trong ngày hôm nay không chuộc được thì giá tiền sẽ tăng lên rất nhiều. Người ta nói ngay tại Sihanouk, những cái sòng bài họ sẵn sàng thanh toán thủ tiêu đối với những cái người mà không có người thân đến chuộc. Và những bạn này thì thực tế không phải là đến các sòng bài này để đánh bạc, mà những bạn này thì do tin vào những cái lời môi giới và đã bị lừa bán sang đây. Hàng ngày thì các bạn sẽ ngồi trên những cái phòng máy vi tính chiêu dụ những cái con mồi khác, và nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị chích điện hoặc là bỏ đói. Và mời mọi người theo chân cùng Phong với anh Nhân Gà để cùng thực hiện cái hành trình chuộc người như thế nào nha. Bây giờ thì mấy anh em sẽ leo lên xe và di chuyển nha. Ok, chào anh nha. Dạ, chào anh. Ừ. Không lạnh anh Tâm? Lạnh sao mà khóc chứ trời. Anh lên xe sao anh cũng biết là ok, từ đây xuống dưới đó thì khoảng hơn 220 cây ha. Thì phải đi khoảng 4 tiếng mấy, 4 tiếng rưỡi. Trong 3 bạn ngày hôm nay tụi mình chuộc á, thì mình mới nhận một cái thông tin để mình gọi bạn này. Bạn này tên là Thư. Alo. Em về lại Phnom Penh hay là đang ở dưới Sihanouk? Em đang ở Chinatown. Chinatown nhưng mà ở đâu? Ở Sihanouk hay là Phnom Penh, ở thủ đô hay là dưới biển? Cái chỗ mình gửi cho em gửi cho anh đó. Vậy thì em ở thủ đô rồi. Anh đang từ anh đang từ thủ đô đi xuống dưới biển, anh tưởng đâu em ở dưới biển. Thì như vậy thì chiều anh mới về lại thủ đô được. Chiều anh ghé anh chuộc em nha. Được không? Em nói với anh ta là 10 giờ. Bây giờ em báo lại với người ta là tầm khoảng 4 giờ chiều được không? Giờ giùm anh được, tại vì anh lỡ anh hẹn ở dưới xuyên lúc anh tưởng nó em dưới biển. Hôm qua em gửi cho anh định vị dưới biển mà. Ủa, xuyên lúc là gần em kế bên à? Ủa, là sao? Là lúc trước em ở xuyên lúc đúng không? Em bị bán qua đây mà từ công ty em ở bên xuyên lúc á, chạy qua đây tầm 5 phút à. Chinatown ở dưới xuyên lúc đúng không? Em gửi lại giùm anh cái vị trí thì trực tiếp hiện giờ của em đi, để anh coi thử nha. Cái Zalo của em gửi không được rồi. Em muốn biết đường gửi luôn. Bây giờ em mở cái bản đồ map, em chụp màn hình lại cho anh coi thử nha. Dạ. Ok.
không biết là giờ đang ở đâu, cho nên là cái định vị là cái quan trọng nhất đối với những cái bạn mà muốn chuộc á. Cho nên là may mắn là trường hợp các bạn thì được phép sử dụng, mà sử dụng các cái khung giờ rất là khó nha. 12 giờ đêm, 2-3 giờ sáng, cho nên là gần như là mình muốn trao đổi các bạn á, là phải thức đêm và phải mấy ngày qua là thức suốt á. Cho nên giờ người cũng khá là mệt. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật thêm cái địa chỉ mới của cái bạn nữ mà mình vừa mới trao đổi á. Ngày hôm nay thì phải chuộc bạn với giá là 4.000 đô. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ di chuyển thì sáng nay tụi mình cũng đã có mặt tại thành phố cảng Sihanouk. Mọi người có thể thấy là nó giống với Nha Trang đúng không? Và tuy nhiên thì ở đây rất là nhiều các cái tòa nhà của người Trung Quốc và rất là nhiều bảng hiệu Trung Quốc luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đến một cái khu gọi là Chinatown, nơi có rất là nhiều casino. Và tụi mình sẽ đến đó để chuộc một cái bạn đầu tiên với giá hiện giờ là 3.800 đô. Thực sự thì hiện giờ thì Phong có chỉ có khoảng 9.000 đô thôi à. Và hôm nay thì phải chuộc ba bạn. Một bạn thì chưa biết giá nha. Một bạn thì 3.800 là bạn đầu tiên nè. Rồi một bạn nữa là 3.400 đô. Và mình hy vọng rằng bạn cuối cùng sẽ được khoảng 2.000 đô thôi, là hôm nay thì cái việc chuộc sẽ thành công. Bây giờ thì tụi mình lên đường nha. Còn bao lâu nữa tới nữa anh? Trên đó luôn. 3 phút nữa. Ok. Còn khoảng 3 phút nữa thì sẽ đến cái điểm mà tụi mình sẽ chuộc cái bạn đầu tiên. Bạn này quê ở Bến Tre và mình sẽ chuẩn bị tiền. Theo như báo thì hồi nãy là 3.800 đô. Thì mình sẽ đếm trước đi ha. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Rồi ok. Mọi người thấy không? Đây là tổng cái số tiền sẽ chuộc cái bạn đầu tiên, một bạn nữ với cái độ tuổi rất là trẻ, 19 tuổi. Nếu như không chuộc sớm á thì sẽ bị bán sang các cái ổ mại dâm. Cho nên là điều này là cái điều mà đáng lo và cũng là điều mà tụi mình sẽ cố gắng chuộc đầu tiên. Chút nữa đây thì có lẽ là sẽ nhờ anh Nhân Gà sẽ trực tiếp xuống để trao đổi, đưa tiền và nhận người. Thì anh Nhân sẽ là người phụ phong cái việc đó. Và bây giờ thì mọi người chờ đợi thêm cái khoảnh khắc đó nha. Em sao rồi? Dạ em nghe. Anh mới gửi cái hình ảnh mà em... cái cổng á, phải không? Tại vì anh đi vô cái này là cái đường nó rất là nhỏ. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy em xem lại hình ảnh rồi nó quản lý đưa em ra nha. Anh chuẩn bị tiền rồi. Dạ dạ. Có vẻ như là bé nói cái giọng đang muốn khóc. Hơi khóc. Nó lại sao? Đuối sức nữa. Không còn sức để nói nữa. Thức khuya làm việc cật lực. Chưa kể là bị áp bức rồi này kia. Đạo chú anh nào. Ở đây mà muốn thoát nó chỉ có cách nhảy lầu thôi. Mà nhảy làm sao được. Ở đây mà thoát ra người dân cũng... Và đây là nơi mà tụi mình sẽ chuộc người. Ở phía sau cái hàng rào này có khoảng hơn hai cái hàng rào nữa. Ví dụ ở ngay khu Việt Nam đó thì và hiện giờ thì bên trong họ đang sắp xếp để cho mấy anh em tụi mình đón người và đưa số tiền đó là 4.000. Xin lỗi là 3.800 đô la Mỹ. Nếu mà trốn luôn đúng không? Anh Nhâm thì đang đứng ở trước đợi. Đây là những cái xe mà sẽ chở thêm người. Trên xe thì lúc nào cũng kiến, cũng đen thui hết à. Và bảo vệ thì họ sẽ kiểm tra rất kỹ khi mà đưa người vào. Mọi người thấy cái quy trình để đón nhận người này. Và đây là những cái cô gái Việt Nam, các bạn thanh niên Việt Nam bị lừa sang đây và đang đẩy vào bên trong này để giam giữ, chờ người thân đến chuộc. Xe cũng không được vào. Đây là lớp chắc cửa. Chắc là chờ người ra rồi đón đi sao. Còn hai lớp nữa. Lúc này thì gần như là tim mình đập rất là mạnh. Vừa sợ vừa lo. Ghê. Hy vọng rằng là thông qua rất là nhiều mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hiện tại thì họ đã giảm bớt cái số tiền rồi. Và số tiền hiện giờ mà tụi mình sẽ chuộc đó là 3.460 đô.
Lúc đầu thì dự kiến là 3.800 đô nhưng mà bây giờ đã giảm rồi. Và có một cái điều đang lo lắng đó là tiền đã được giao vào bên trong. Tuy nhiên thì vẫn chưa thấy người đâu. Tiền đã đưa rồi ạ. Và anh Nhân đang cố gắng thúc giục để có thể đón người. Ngay lúc này đó thật sự thì tim mình khá là lo. Bởi vì sợ rằng là tiền mất, rồi người không thấy. Và mất tích, kể cả người thì rất nguy hiểm. Cái chuyện tiền bạc thì không quan trọng bằng tính mạng của con người. Rất sợ mọi người ơi. Hai mươi phút trôi qua. Mình hy vọng rằng là hôm nay nó suôn sẻ như những gì hôm qua. Anh Nhân anh đang hồi hộp lắm. Đây là một cái nơi mà rất là xa, cực kỳ xa khu dân cư. Chỉ có đi vào khu vực này thì chỉ có người Trung Quốc thôi à. Cho nên điều sợ nhất đó là những người họ biết nhau rồi họ thông báo cho nhau, khiến cho anh em tụi mình khó mà đón được người. Bây giờ tim của mình ngừng đập luôn rồi. Mình như muốn ngừng đập. Sợ lắm. Không biết bây giờ không có một dữ liệu, không có một thông tin gì hết à. Anh Nhân coi đồng hồ rồi. Người ta vẫn chưa chịu mở cửa. Tiền thì đã trao, người thì chưa thấy. Thật sự thì theo như những người sống lâu năm ở Campuchia thì mọi người chia sẻ với mình như thế này. Ở ngay tại Campuchia, cái việc dùng súng nha để thanh toán á, rất là dễ, cực kỳ dễ luôn. Hồi hộp quá cô bác anh chị ơi. Mấy phút rồi? Nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh nghe. Em đâu rồi? Đợi. Dạ, khoan đợi lấy đồ xíu nữa mới được anh. Ừ rồi, có gì trước khi ra báo cho em biết nha. Dạ. Ok. Bây mình vừa mới gọi điện cho bạn đó và bạn đã nói là đang đợi lấy đồ. Hồi hộp quá cô bác anh chị ơi. Mình sẽ cho mọi người xem cái căn phòng giam này. Nằm ở phía trên đây nè. Được rào khung sắt. Rào vây tôn luôn. Chứ việc mà trốn ra rất là khó nha. Đây là xe đưa người đi nè. Ở đây việc mua bán trao đổi người diễn ra thường xuyên và liên tục luôn.
cứ cánh cửa mở ra đấm vào, mở ra đấm vào. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy người của mình. Tiền thì cũng đã giao rồi. Một tiếng đồng hồ đợi cô bác anh chị ơi. Em không biết nữa, đưa tiền xong rồi mà. Bây mình vừa mới gọi điện cho bạn đó và bạn đã nói là đang đợi lấy đồ. Hồi hộp quá cô bác anh chị ơi. Tiền thì cũng đã giao rồi. Một tiếng đồng hồ đợi cô bác anh chị ơi. Mất khoảng 1 giờ đồng hồ ngồi đứng chờ ở trước cánh cổng sắt á, nãy giờ mọi người xem á. Nhưng mà tụi mình vẫn chưa thấy người. Và nhận được một cái thông tin đó là 2 tiếng đồng hồ nữa người mới được thả ra. Ngay thời điểm bây giờ thì mình với anh Nhân quyết định như thế này. Tạm thời bỏ cái bạn ở Bến Tre đi. Đợi 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ quay trở lại. Và chuyển sang chuột một cái bạn khác ở An Giang. Thì nãy giờ đứng ở đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thấy sao? Nó thiệt sự nếu mà ở Việt Nam là anh xong vô rồi. Thật sự nhưng mà thật ra là cái lớp bảo vệ nó nhiều quá. Với lại an ninh của nó cũng chặt quá. Nếu mà mình lôi người ra là nó bắn mình liền. Khi mà em ngồi trên xe á, em ghi hình á, thì xung quanh đó có rất là nhiều người đi lại. Và khu vực đó được gọi là Chinatown, có nghĩa là rất là nhiều người Trung Quốc. Cho nên là mình không biết ai là ai hết á. Cho nên em rất là cẩn thận. Có thậm chí có những lúc mà xe ra vào em không thể ghi hình được. Tài xế hay dòm vào chiếc xe của mình hết á. Cho nên là mình cảm giác ở đây người ta có sự cảnh giác người ta rất là cao. Anh thấy không? Ngay cả việc những người shipper mà mua giao hàng giao ăn rồi là họ kiểm tra rất kỹ. Anh có lo là việc là mình rời đi rồi bé sẽ không chuộc được không? Mà mình mất tiền đúng không? Tiền thì mình đã giao rồi. Mà lúc mình giao tiền là có con bé ở đó mà nó không chịu đưa ra, nó bắt mình phải đưa tiền. Anh kêu là đưa người ra, nó không chịu. Nó không phải đưa tiền nó đếm xong nó trời thối cái nó đi vô xong thì em nãy giờ em thấy rồi đó, em liên hệ với em bé là bảo 2 tiếng nữa. Bé nói hay là bé nói? Bé nói, bé gọi trực tiếp luôn. Anh lo quá. Thật ra đây địa bàn của nó mạnh, anh lo là bây giờ nó cho nó câu kéo thời gian để nó bán bé cho một cái chỗ khác. Có nghĩa là nó đang chờ một thằng môi giới tới đón bé đi. Bây giờ nếu mà tới đón bé đi thì mình không có cách nào mà mình cứu được bé. Ngay cả việc nha, mình đứng ở trước cổng, mình thấy bé được giao qua một cái xe khác. Tại vì anh thấy cái xe, những cái xe mà ra vào toàn là xe bít bùng mà. Ở trên xe có rất là nhiều người. Cho nên á, mình cũng không thể nào chặn được. Ok, bây giờ có bé gọi nè. Kết thúc rồi, đợi xíu đi. Mình sẽ chờ thêm cái thông tin này. Giờ chỉ có việc là ngồi cầu may chứ đâu biết làm gì. Trong giai đoạn chờ 2 tiếng hồ thì tìm cách giải cứu bé khác nha. Nhìn thấy bé thấy thương rồi trời. Khoảng bao nhiêu tuổi á? Em chưa biết hình dáng khuôn mặt rồi. Nhỏ lắm, cỡ 18, cái đó 18 hoặc là 19 à. Mà nó cái thằng ra đó thì là thằng người Việt Nam, nói giọng người An Hà Tĩnh gì á. Hay là Quảng Bình gì đó, tầm cái khu vực đó. Chia sẻ với mọi người là mẹ của bé mà mình vừa mới chuộc á là bị ung thư. Chút nữa mình sẽ cho mọi người xem bức hình mẹ bị ung thư, bị xì mũ ra cho đây nè. Mình có hỏi, hôm qua mình hỏi là gia đình có chuẩn bị gì hết cho đón bé chưa. Mẹ nói là bây giờ mới có được 5 triệu mà mới đi xạ trị hết. Còn 3 triệu, hết 2 triệu rồi. Mình nói thôi để đó, bé đó để em tính. Thì sáng nay thì mình lựa chọn bé là người sẽ được đón đầu tiên. Và bây giờ thì chắc lẽ phải di chuyển sang khu vực kia để đón bé khác. Thì hy vọng rằng 2 trường hợp còn lại sẽ may mắn hơn.